Mày là bóp gánh nè cả nhà. Dám gánh không cả nhà? Mình dí theo con ong bầu mình quay cho cả nhà xem nè. Lâu lắm mình mới quay được cho cả nhà đó nha. Nó bay tới bông này bông kia, xong nó đậu rồi nó hút mặt nó bay đi rồi cả nhà. Hello. Mời cả nhà ăn hủ tiếu với con nhà nó nha. Đây, nước mắm đây. Con nhà Nông chào cả nhà, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và bình an nha. Hôm nay con nhà Nông đi lên quán của mẹ chơi cả nhà. Sẵn thấy cái dàn mướp nè, có mấy con ong bầu rất là đẹp luôn. Để mình quay lại cái khoảnh khắc mà mấy con ong bầu này nó hút mật hoa cho cả nhà xem nha. Mốp gánh nè cả nhà, dám gánh không cả nhà? Thấy vậy thòn lòn luôn á. Giờ mình ra quán phụ với nhỏ em tí, thì phụ bán quán với đứa em nó bị bệnh rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ là tiếp viên bắt đất dĩ nha. Đây cái nhà hải tước quán này. Có vàng mướp, có con ong bầu. Em thấy nhà con mướp sáng đẹp ha. Hồi nhỏ mình hay bắt cái con bò để vô cái lấy cái dĩa để lên cái thùng phiết á cả nhà, cái nó kêu. Hồi nhỏ đâu có những cái trò chơi điện thoại này để chơi toàn là nè con ong bầu này cả nhà. Bò nó bay à. Mình ở cách mẹ mình khoảng 10 cây số cả nhà, nhưng mà lâu lâu mình mới lên mẹ chơi. Hôm nay lên chơi cũng không có báo trước luôn nha, mà có lộc ăn nha cả nhà. Hôm nay mẹ mình nấu hủ tiếu nè. Bây giờ mình xuống mình quay cho cả nhà xem mẹ mình nấu hủ tiếu nha. Đây là xương heo, dụm heo, giò heo gì tùm lum hết luôn cả nhà ơi. Có cái phèo nè, mẹ mình đã khử mùi tanh rồi nha. Bắt nước sôi lên rồi cho hành, cho tỏi, cho rừng gì vô, rồi cho muối vô nữa nha cả nhà. Mẹ mình đã bữa nay con nhà Nông túng mánh rồi cả nhà ơi. Đi lên chơi với mẹ, mẹ nấu một nồi hủ tiếu bỏ đường phèn. Trời ơi, tròn là xương nè, phèo nè, cái gì nữa, gan nè, hấp dẫn vô cả nhà. Nồi nước lèo này ngọt lắm nè, quá trời xương luôn. Củ cải nè, rồi đường phèn nè, củ cải đỏ nè, rồi cái đầu này là đầu rau gì quên này mẹ quên này, ngò gí, cái đầu ngò gí á cả nhà thấy nồi nước lèo hấp dẫn không, chắc là ngọt lắm nè. Còn đây là rau để ăn kèm, đó là giá nè, hành nè, hẹ nè, ngò gí nè, mình làm tao quên đó, cả nhà thấy hấp dẫn chính rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ múc ra mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Rồi bây giờ con nhà Nông chuẩn bị múc ra đây. Đây nè cả nhà ơi, một tô hủ tiếu xương nha, đầy đủ, rất là ngon luôn. Ăn tô này xong chắc mập lên 2 kg luôn đó cả nhà ơi. Nó ăn ngon chứ, mua lắm. Có gừng nữa nè, hủ tiếu nè cả nhà. Trời ơi, 2 cục xương.
ăn xong rồi mọc lên không biết mấy kilo luôn cả nhà. Mời cả nhà ăn hủ tiếu với con nhà Năm nha. Đây, nước mắm đây, chấm vô, hấp dẫn chưa? Lâu lâu mới được ăn bồi dưỡng vậy nha cả nhà. Mình ở nhà có mình đâu có nấu ăn đâu. Trong đây có hẹ, có giá, các loại rau thơm. Mời cả nhà cùng thưởng thức. Rồi, hôm nay mình quay tới đây thôi cả nhà ơi. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nha.